màn cầu hôn căng thẳng hơn thi Olympic của siêu sao nhảy sào. Kỷ lục gia nhảy sào Amang Mondo Duplantis mất 20 giây tìm nhẫn sau đó không biết nói gì khi cầu hôn bạn gái Desiree Inlander tuần trước. Thông tin nhà siêu sao nhảy sào đính hôn được tờ Vogue Scandina đăng tải trên Instagram hôm 11 tháng 10. Tờ báo nói Duplantis đã cầu hôn người đẹp đồng hương Thụy Điển trong buổi chụp ảnh của chính tạp chí này ở Hampton, New York, 2 ngày trước đó. Khi anh ấy quỳ gối, Inlander đã nghĩ đó là một trong những ý tưởng của buổi chụp hình. Cho đến khi anh ấy lấy ra hộp đựng nhẫn cưới, cô ấy mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Amang mất 20 giây tìm nhẫn. Trước khi chụp ảnh, đôi uyên ương đã nói đùa rằng họ trông giống cô dâu chú rể, Vogue Scandina cho hay. Căng thẳng hơn cả thi đấu ở Olympic. Tôi có thể nói đó là khoảnh khắc hồi hộp nhất trong đời. Tôi đã viết vài dòng những gì mình sẽ nói nhưng lúc đó tôi lại đóng băng. Không biết nói gì, nhà vô địch Olympic Paris 2024 nói về màn cầu hôn. Vị hôn thê của anh thừa nhận rất bất ngờ khi Duplantis ngỏ lời. Vận động viên sinh năm 1999 nói anh đã lên kế hoạch cầu hôn Desiree Inlander ngay trong chuyến bay trở về quê nhà từ Paris hồi tháng 8. Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc bắt đầu từ một bữa tiệc ở Stockholm hè 2020. Có cảm tình với Desiree Inlander ngay lần đầu chạm mặt nhưng Duplantis không biết làm thế nào để gây ấn tượng với người đẹp. Trong khi đó, Desiree Inlander ban đầu không để ý tới chàng vận động viên mang hai dòng máu Mỹ và Thụy Điển, chỉ mãi khiêu vũ. Cả hai sau đó tương tác qua mạng xã hội nhiều hơn, trở nên thân thiết. Vài sáng sau cuộc gặp, đôi uyên ương chính thức hẹn hò và duy trì tình yêu suốt 4 năm qua. Desiree Inlander là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung với hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram. Chân dài tóc vàng kém Duplantis 2 tuổi. Amang Duplantis sinh năm 1999, có bố người Mỹ còn mẹ người Thụy Điển. Là tài năng nổi bật làng nhảy sào thế giới. Tự nhận em mang nhiều chất Bắc Âu hơn nên chàng trai trẻ thi đấu cho quê mẹ. Duplantis nổi tiếng từ năm 1 năm tuổi khi vô địch giải trẻ thế giới 2015. Sau đó liên tiếp đăng quang ở các giải vô địch châu Âu, thế giới. Siêu sao nhảy sào đã 10 lần phá kỷ lục thế giới từ 2020, vừa chạm mốc 6,26m tại Wanda Diamond League cuối tháng 8. Ngôi sao Thụy Điển 2 lần vô địch Olympic năm 2020, 2024, 2 lần vô địch thế giới ngoài trời 2022, 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.